Em chào các bác. Đây là em quay cái cây địa lan thanh ngọc rừng. Đây là một trong những cái cây mà rất nhiều người hay nhầm lẫn giữa thanh ngọc rừng với cả thanh ngọc Trung Quốc. Cái thanh ngọc Trung Quốc nuôi lâu á thì cái đấy nó là thanh ngọc truyền thống. Cái đấy thì lá nó không mềm như thế này. Cái này lá rất là mềm, mọi người nhìn nó xòe ngang. Chứ còn cái cây thanh ngọc truyền thống á, lá nó dựng lên, dựng hơn. Và cái đấy thì Trung Quốc nuôi rất nhiều. Cây nuôi thuần hay cây không nuôi thuần thì nó cũng là cây thanh ngọc Trung Quốc. Anh chị có thể mua cái thanh ngọc Trung Quốc chơi hoa giống hệt nhau chẳng khác gì cả. Nhưng còn cái cây thanh ngọc rừng này thì nó là một cái cây lá khác hoàn toàn so với cái cây thanh ngọc Trung Quốc anh chị nhá. Lá nó rất là mềm và xòe ngang. Anh chị nhìn nó xòe ngang rất là đẹp. Và hoa của nó không bị mất cần. Cái này thì nó của em nó nở vào nở năm nay là nhuận nên nó nở đúng Tết. Màu xanh của nó rất là đẹp. Hương thơm của nó thì rất là tuyệt vời. Cái dòng địa lan này thì nó khá là nhận biết mặt bông khá là khó. Thế nên là mọi người chú ý. Cây thanh ngọc rừng này nó rất là xanh. Hoa rất là xanh. Mọi người nhìn thấy đây thì nó xanh như cần, xanh như lá luôn. Rất là xanh. Và nó xanh hơn là cái cây thanh ngọc truyền thống, cây thanh ngọc Trung Quốc ấy. Cây này hoa nó rất là xanh anh chị nhé. Xanh hơn. Cái này thì nó nở xanh, đương nhiên là khi mà nở lâu rồi thì nở đến lúc gần tàn thì cây nào nó vàng kìa, cây đại thanh thế thôi. Nhưng cái thanh ngọc này nó là một cây rất là xanh và nó ấn tượng. Như em thì là em thấy là nó rất là ấn tượng ngay từ những năm đầu tiên. Khi mà em biết về địa lan năm 2010 thì em nhìn cái cây này nó hoa rất là xanh và rất là thích. Màu xanh nó rất là đặc biệt. Là cái cây thanh ngọc rừng anh chị nhé. Hoa của nó màu xanh này thì em nghĩ là trong các cây này thì cái cây xanh thanh ngọc này thì nó là một cây màu xanh rất là đẹp. Màu rất là đẹp, nhưng cái là cái khuôn cánh của nó thì nó cũng không được dạng xuất sắc. Khuôn cánh của nó bình thường thôi. Cánh của nó cũng là cánh dạng cánh nhỏ chứ không phải cánh to, vai xuôi. Đây là cánh vai này, hai cái cánh đài ngoài, ba cánh đài ngoài thì hai cánh dưới người ta gọi là vai, cánh vai, còn hai cái đài trong này thì nó cũng mở ra rất là đẹp. Cái cây thanh ngọc này thì bông nó khác với cái cây thanh ngọc truyền thống một chút, cây thanh ngọc Trung Quốc một chút. Thanh ngọc truyền thống của mình thì nó cũng là cây thanh ngọc Trung Quốc thôi. Nhưng mà do là cái cây thanh ngọc này nó còn chưa được phổ cập nhiều và nó có rất là ít, bởi vì nó đẻ rất là chậm anh chị ạ. Địa lan mà, địa lan nó đẻ chậm lắm, để mà có một búi to như này thì rất là lâu. Đây anh chị, như ngày xưa em sưu tầm nó, cái gốc của nó đây, cái gốc của nó thì nó chỉ có là lúc em lấy nó chỉ là hai thân này thôi, một thân dài một mầm thì lên được đây. Sau 2 năm, năm thứ 2 là nó đẻ ra là cái củ này. Năm thứ 3 và năm này năm thứ 4 mới được ngắm hoa. Ấy như em trồng, em nuôi là đấy, như cây này là cây tốt ấy. Nuôi tốt thì nó còn được ngắm hoa. Chứ còn nếu mà nuôi yếu thì nó chưa thể được ngắm hoa được. Bởi vì mỗi năm thường thì nó chỉ đẻ một củ thôi. Thường là như vậy, nhưng mà khi mà nuôi khỏe lâu thuần chậu to thì nó sẽ như năm nay là đẻ hai củ này, hai củ hai bên. Đấy, còn đây nó vẫn một củ. Đấy, hai củ này đẻ một năm này. Cái này nuôi 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm. Nuôi cái này là 4 năm thì mới được ngắm hoa. 4 năm sau thì như bây giờ thì nó mới có thể tách được. Thì như năm nay thì nó cũng có thể tách được rồi, thì em cũng sẽ tách ra là nhân giống. Nhưng mà cái loại địa lan này thì nó đẻ rất là chậm, nên là nó không có nhiều. Và khi mà mình mua được một cây mà mình sưu tầm sau đó thì nó đẻ ra thì cũng rất là lâu mới có để chia được. Đấy, thì như cây này của em sau 4 năm thì bây giờ mới có thể là chia ra được, bởi vì nó mới ra hoa anh chị ạ. Như cây thanh ngọc rừng này thì lá của nó dài khoảng tầm độ 50 cm, và lá nó khá là mềm anh chị nhìn này, lá nó khá là mềm, dạng nếu mà mềm như thế này thì em hay gọi nó là dạng bình diệp. Đấy, còn nếu mà như lá vũ nó võng hơn xuống này thì gọi là huyền diệp. Đấy, những cái này là bình diệp, dạng bình diệp dạng đó. Chứ còn cây thanh ngọc này thì không hay gọi là cây thanh ngọc bình diệp cả. Đấy, còn nếu mà cây thanh ngọc truyền thống ấy, cái thanh ngọc truyền thống mà lá nó dựng này, dạng đấy, dạng trường diệp, bình diệp này thì lá nó mềm hơn, lá nó xoè ngang, còn trường diệp thì lá nó cao hơn. Đấy, và trực diệp thì là lá thẳng. Thì cái cây này thì lá nó nhỏ thôi, và đôi lá của nó thì có cái thì hơi vặn đầu, có cái thì vặn mỏ quạ. Đây này. Đấy, mọi người nhìn này, cái đầu lá này hơi nghiêng chứ nó không được thẳng. Đấy, nó hơi vặn đấy, anh chị nhìn không, hơi vặn đầu lá. Kể cả những cái lá này thế thôi, những cái lá này, anh chị nhìn cái lá này thế, nó hơi vặn đầu lá, hay cái lá dưới này cũng vậy, đều là vặn đầu lá. Kiểu mọi người hay gọi là dạng vặn mỏ quạ. Đấy,
Những cái này thì lá nó nhỏ, thon thon. Lá của nó thì dài khoảng tầm 40 đến 50 cm. Và to, những cái điểm to nhất này của nó chỉ là khoảng tầm 2 cm rưỡi, 2 cm rưỡi, 3 cm là cùng. Lá nó cũng nhỏ. Lá của nó thì rất là gai. Lá nó là gai. Mọi người hay sờ mép, mép lá này rất là gai. Sờ mép lá rất là gai anh chị nhá. Rất là gai. Lá của nó thì gần như là cũng không có quá nhiều đặc trưng. Lá nó hơi cứng và mép gai. Mép lá nó gai rất là, cảm giác nó cứng, cứng hơn là lá vũ. Lá vũ thì nó mềm hơn. Còn lá của cái cây này thì khi mình sờ hai bên này thì mình cảm thấy nó cứng hơn. Cứng hơn là cái cây hoàng vũ. Hoàng vũ thì lá nó mềm hơn. Thì thường thì mọi người thấy là nếu em cũng nói là những cái cây mà hoa nó vàng ấy, thì thường lá nó vàng nhiều hơn. Còn những cây hoa xanh này thì lá nó xanh. Cây thanh ngọc này thì lá nó rất là xanh. Đây, mọi người nhìn này, lá xanh và hoa nó cũng rất là xanh. Nhưng mà lá của nó thường những cái lá tơ này. Lá tơ này thì nó không thể xanh đậm bằng những cái lá già được. Đây, những cái lá già như này nó xanh hơn. Đấy, còn những cái lá tơ như thế này thì là nó phải sang năm nó mới xanh. Đấy, là cái cây thanh ngọc. Nhưng mà không, thường thì anh chị mà nuôi cứ nhiều nắng là nó xanh luôn, chứ nó không kiểu vàng vàng này. Còn hoa của nó thì cái cây này là hoa nó không bị mất cần. Cây này là hoa, cần hoa của nó cao khoảng tầm, cần hoa của nó cao khoảng tầm 40 cm đến 50 cm. Như cái cần ngắn bên này, cần bên trái này là bên phải anh chị nhìn thấy là nó khoảng tầm 40 cm thôi. Còn cần cao hơn nó khoảng 50 cm. Hoa của nó thì nó đều trên 10 bông. Trên 10 bông một cần là đạt rồi. Đây, như cái cần này, như này là đạt anh chị ạ. Hoa của nó, cây này thì nó không quấn cần mấy, nhưng mà nó là dạng thăng hoa. Thanh ngọc mà, anh chị nhìn những cái cây thanh ngọc mà anh chị nuôi, thanh ngọc truyền thống ấy, thanh ngọc Trung Quốc ấy, thì nó cũng chỉ như này thôi, chứ nó không quấn cần nhiều. Nhưng cái này là cũng là dạng thăng hoa, màu rất là đẹp. Và ngay ngắn, bông ngay ngắn, nó không bị rủ. Nó không bị rủ bông. Đấy, con màu của nó thì rất đặc trưng. Màu cánh xanh, lưỡi là môi hoa của nó là vàng, xanh vàng. Thực ra thì thực, nếu để nói thực tế ấy, thì lên hình như này thì cái cây này thì nó chưa thể tả hết được cái độ xanh của nó. Bởi vì lên hình ảnh này thì nó khó xanh hơn. Khó xanh hơn, không lấy được hết cái màu xanh của nó, nên cảm giác nó vẫn vàng. Nhưng mà trong các cây này thì cái cây thanh ngọc này thì nó xanh hơn rất nhiều so với cả cái cây thanh ngọc truyền thống hay thanh ngọc Trung Quốc ấy. Bởi vì bây giờ cái cây truyền thống đấy thì Trung Quốc bán rất nhiều. Thế nên anh chị mà có mua thì cứ mua luôn cái cây Trung Quốc cho nó nhanh. Chứ còn cái cây Trung Quốc nuôi thuần hay là cái cây Trung Quốc mới mua thì chúng ta vẫn mất thời gian để thuần tại vườn. Bởi vì nhà ai cũng phải thuần ở cái vườn nhà mình. Còn nhưng mà riêng cái cây thanh ngọc rừng này thì nó là cái cây rừng. Và nó đương nhiên là cũng phải thuần. Nếu mà anh chị mua về nhà mình trồng thì vẫn phải mất thời gian để nuôi thuần. Chứ không thể là thuần ngay được. Bởi vì khi mà mình nhổ lên trồng lại ấy, đấy, nhưng mà cái cây thanh ngọc này thì nó rất đặc trưng. Anh chị nhìn đây là anh chị thấy ngay. Riêng cây thanh ngọc rừng anh chị nhìn thấy đặc trưng ngay là cái dáng lá của nó rất là mềm. Tổng thể cái dáng lá của nó rất là mềm. Mềm hơn là cái cây thanh ngọc Trung Quốc rất là nhiều. Mềm hơn cây thanh ngọc truyền thống ấy. Đấy, thế nên là mọi người cứ gọi là thanh ngọc cổ, thanh ngọc cũ, hay là những cái tên liên quan đến thanh ngọc mà gọi là trồng thuần lâu năm ấy, thì mọi người cứ nhìn dáng lá này là mọi người biết ngay. Nếu như mà cái lá của nó dạng trường diệp ấy, dạng trường diệp cũng là cao hơn lá này, thì nó là cái cây thanh ngọc truyền thống hoặc là thanh ngọc Trung Quốc. Thì anh chị hoa nó giống nhau, thì nó khác với cây này. Hoa nó khác cây này, cây đấy thì nó không thể xanh bằng cây này được. Và cái cây đấy cần hoa nó rất là cao. Cần hoa nó cao hơn cây này rất là nhiều. Nhưng cây này nó chỉ tầm 4-50 thôi. Nhưng riêng cái cây đấy là cần hoa nó phải 8-90, có thể là 1 mét. Nếu nuôi tốt. Còn cái cây này nuôi tốt thì nó cũng không thể được 8-90 được. Bởi vì cái này nó dòng lùn. Nó dòng lùn chứ không phải là dòng to như là cái cây thanh ngọc đấy. Anh chị ạ, đấy là cái sự khác nhau. Đấy, mọi người nhìn cái cánh nó rất là xanh khi nó nở. Những cái bông này, bông đầu tiên nó nở, bây giờ nó vẫn rất xanh. Xanh hơn rất nhiều so với cái cây thanh ngọc Trung Quốc, anh chị ạ. Còn bộ cánh nó vai xuôi, đài vẫn hơi mở. Cũng rất là đẹp. Thì cái cây thanh ngọc này thì em muốn nhấn mạnh là mọi người nên chú ý cái việc mà cái cây thanh ngọc Trung Quốc với cây thanh ngọc rừng. Cái ngọc rừng này thì nó khác hoàn toàn anh chị nhá. Cái ngọc rừng khác hoàn toàn, anh chị có thể tham khảo thêm về cái cây thanh ngọc truyền thống cũng như là cái cây thanh ngọc Trung Quốc ấy. Đấy, ở trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa em có quay video rất là rõ và nói chi tiết về cái lá để anh chị không bị nhầm lẫn. Cái này thì nó không mất cần đâu, rất là đẹp. Cân đối so với cái lá. Cân đối so với tổng thể lá và tổng thể hoa là rất là cân đối, nó không bị quá cao, cần quá cao.
cần nó không quá dài, nó quá dài thì nó mất cần ấy. Đấy thì là nó cũng không quá thấp. Đấy, nó vừa phải, hết bầm lá là bắt đầu ra hoa luôn. Rất là cân đối, rất là đẹp. Thì anh chị tham khảo thêm trên kênh Thiên Ngàn Hoa mọi người nhé. Mọi người sẽ rõ hơn về hai cái cây thanh ngọc này. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bác vào video sau. Cảm ơn các bác, em chào các bác.